Ở trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ 5. Nó một cầm xăm. Vô thường lại pơ. Ngày hôm nay vô thường rất nhiều pơ. Bi cầm IA. Ở cuối cùng là anh mèo cầm phô. Bên kia thì có bên lớp cầm xăm. Chipboy cầm phô. IA của Hồng Anh. Và cuối cùng Yugi cầm Minh Oan. Khác nhau pơ và min thôi. Còn lại giống nhau hoàn toàn. Và có lẽ anh ta nên đến màn hình máy game thủ của vô thường. Người cầm pơ. Một bài có khá khá những con voi. Hiêu cũng có nhưng phát hiện là hơi muộn. Vậy việc đá về nhà chính là hơi lâu. Câu về nhà chính cũng hơi lâu. Nhưng đây là một bài pơ có thể khung được. Đầu cánh nhưng có thể nói là khung được. Tương đối kín. Hai hit. Rồi cuối cùng thì con voi cũng đã nghe theo. Vâng, nghe lời và đâm thẳng về nhà chính. Ép đầu rồi. Vâng, đánh dấu nông dân. Giật voi. Vẫn còn hai bầy hiêu nữa thì phải. Hai voi và hai hiêu nữa. Đây một bầy hiêu to. Không đi qua hướng bầy hiêu này. Ô, lại voi. Đồ có vẻ như là đã đủ rồi. Bà này kín quay ruộng được. Cẩn thận. Rồi, rất dẻo. Hai, 1/24. Một bài 4 voi. Một hiếu 7. Với bơ vậy là đủ, không cần nhiều. Đã chuẩn bị các nông dân ra ăn với hiếu rồi. Hơi đáng tiếc là con voi này. Con voi này về mà đẹp thì đỡ mất tay hơn là bao nhiêu. Rất mất tay. Vâng, đã nhả dân và đã kích đời rồi. Rất sớm sủa. Vẫn còn một vòi nữa. Đá hiếu rất dẻo. Mọi thứ vẫn đang ngon, ổn định. BB. Sau đó thì M và L. M bên cạnh bãi vàng, có lẽ bên cạnh chiếc BE. À xin lỗi các bạn, chiếc BE gần bãi vàng. Còn L thiết kế hướng ra phía ngoài, phía bên này. Vâng, chém nó nở hết ra phía ngoài. Còn M để chốt ở phía bên kia. M để chán đẻ ra được cái gì, cho nên là nó quay ra phía nào thì cũng được. Đây là L, đúng rồi. Một mình phi thường lên đời 1 thôi. Thiếu một chút gỗ nữa. Rồi, M đã thiết kế xong. Gỗ thì thừa bẹt nhè. À xin lỗi bạn, thực thì thừa bẹt nhè. Pơ thì đúng là ăn hiêu và vòi thì không phải nghĩ. Vòi cuối 9. Đã kích rồi. Công nghệ luôn. Rồi, công giáp là đầy đủ. Sẽ có người chết. Tờ này sẽ có người chết. Không biết ai thôi. Nhưng chắc chắn là sẽ có người chết. Rồi, E đã được thiết kế. Bò bế lại một chút nữa thôi. Nhà là rất khung. Vâng, lên nhà kín mà còn khung này. Vâng, đúng là bãi quả phía dưới nữa. Nguyên một bãi quả. Nhưng có lẽ là cũng không cần. Về nhà và đóng ruộng. Đây rồi, gặp Hồng Anh. Hồng Anh cầm Mia. Chơi luôn, công giáp đầy đủ. Rồi, bo e. Nhưng hãy test lại hai cái e này một chút. Rồi chơi luôn tên này. Con giò của thủ Hồng Anh không biết đã công giáp gì hay chưa. Nhưng chơi được. Phải rất ổn định. 2L vắt đều đúng không? Một tên đầu hai con luôn. Cần thiết thì nhà lên nâng chém 4 luôn. Nếu cần. Không phải đuổi theo giò. Sang nhà mình cũng kín đuổi theo làm gì.
cực đều, sóc cực đều. Vâng, từ tần đầu tiên trở đi là đã không thọt rồi. Rất đều đặn. Chờ về e bắt giò. Rồi, hai tơ e nhanh. Vậy tiếp, hơi xịt. Vâng, lạc đà ra là siêu đều. Cắm một tê phía trong. Cực kỳ chắc cốp. Rồi, bây giờ xử lý luôn con ngựa chém. Không. Phi thường đang chém một bài Persian là cực kỳ bay. Rồi bây giờ thì lao lại vào nhà ứng thủ Hồng Anh một tuần nữa, lưu lại tập 2. Ồ. Quá đông những con phù đến từ ứng thủ Hồng Anh trong tuần này, quá đông. Hồng Anh chơi bài tử thủ, trước Persian lên sớm Hồng Anh chơi bài tử thủ, sửa eo sau đó là đem ra phù và phù lại, lấy lại con chém thôi. Không lọt được bãi vàng của game thủ Chip Boy cầm phù trong trận đấu này, hơi đáng tiếc. Thằng này 3-3 đến từ game thủ phi thường trong tuần này, cẩn thận. Vâng, ăn được một chém, tạm thời thủ lại được tuần này. Chốt luôn, vâng, chốt luôn BE vào. Bây giờ lại ăn, đồng giờ ăn hoàng đến từ thủ Yugi. Rồi, chuẩn bài, thế thôi. Sóc tiếp phủ. Cố gắng sửa nhà một cách cẩn thận hơn. Rồi, thế thôi. Rất đông những con lạc đà đến từ thủ phi thường. Tham lai 34/40 và chúng ta cùng xem cái nhà khác xem tình hình thế nào. Nó một tham lai 41 Samarian. Bibi tham lai 29 dành cho IA. Bắt đầu bị dummy. Và mạnh mèo Phoenician tham lai 53/80. Kích chặt gỗ 2. Rất khỏe. Và tiếp tục đến màn hình máy ứng thủ phi thường, xem phi thường chém rồi, tham lai 37 rồi. Vâng, không biết là đã nâng chém 4 hay chưa. Lại bị vẩy e một tơn nữa. Rất khó chịu. Vâng, đen e và sau đó thì lao lạc đà về thủ tơn này. Mất tương đối nhiều dân và lực sau tơn này. Rồi, tơn này lao lên. Đóng cửa và thả chó tên này luôn. Bắn hết. Vâng, ba đứa chém của game thủ Hồng Anh trong tuần này. Rồi, chốt e là rất nhanh. Bây giờ thì bắt hết toàn bộ những con chém này đi. Cẩn thận những con phù đẩy lên ở phía sau. Thế thôi. Vâng, đà là công giáp và đầy đủ rồi. Tham lai vẫn giữ được 31. Vâng, bung nhà thi đấu, bung nhà không có bánh xe vẫn giữ được tham lai 32 thời điểm này. Rất tốt. Máy thủ BB tham lai 23 vẫn ra được những con người chém. Màn hình máy thủ number 1 tham lai bao nhiêu? 55 đến thời điểm này. Bắt đầu đè, tham lai bắt đầu đè. Màn hình máy thủ áo mèo 61. Có khá đông những con cung R đến từ thủ 46 cầm phô Asian Chip Boy. Và tiếp tục đến màn hình máy thủ phi thường. Vâng, 34 ở thời điểm này. Lại bị móc vào một tên. Vâng, Hồng Anh vẫn đang chân lực với một cái bài cầm Yamato của mình. Chết những nông dân đầu tiên thôi.
Và một vài nông dân nhỏ lẻ đầu tiên thôi, sau đó thì bây giờ đang chân lực rất khỏe. Bây giờ thì Vâng Phi Thường lùi về một tơn. Thảm lai 21 dành cho những thủ Phi Thường. Bây giờ thì đã bung hết nhà rồi. Vâng, chém nhau chán chê với Hồng Anh, sau đó thì kéo quân đi quẩy. Sau đó thì bây giờ thì bung nhà. Hết vẹo luôn. Hết cái để xem rồi. Chúng ta hãy cùng chuyển sang màn hình máy của những thủ Ubi 20. Vâng, Tham Lai bắt đầu đè xuống. Vâng, nhưng game thủ Phi Thường đã là người mất tham. Và Ubi cũng không còn nhiều. Bây giờ thì anh Mèo phải to ra thôi. Anh Mèo bây giờ Tham Lai 76 đến 96 rồi. Đó một, bây giờ Tham Lai là 81 trên 84. Hồng Anh có khá đông những con người chém Miyamoto ở tình huống này, khá đông. Vâng, đang mài kiếm vào nhà em thủ nó một. Giờ nó một muốn bắt tên này. Không hiểu. Vâng, bắn không bắn, chạy cung R đi vòng, sau đấy thì... Vâng, lao vào đá thẳng đàn chém để nó chém. Dị. Tham Lai tụt xuống còn 67. Một tên loạn nhà và bây giờ thì vâng. Bây giờ thì muốn ốp vào nhà game thủ 45, chúng ta cũng xem có ốp rồi không. Nó một bây giờ Tham Lai bao nhiêu, chúng ta cũng xem nào. Nó một đánh yếu quá. Tham Lai tụt xuống là 40. Vâng, Phi Thường vẫn đang còn một cái Tham Lai gọi là vâng thi đấu được. Tham Lai của Phi Thường bây giờ là 28. Với Tham Lai đủ để thi đấu khi mà lượng đặc đà là khá đông. Vâng, chốt e và đá khá nhanh. Bây giờ thì đi vòng và bắt một tên. Cố gắng sửa e và đi vòng bắt một tên. Rồi, xả hết vào tên này. Thế rồi, cơ cấu lại nhà. Sau đó thì tìm sang nhà đồng đội ăn vàng. Thì thường nên sang nhà đồng đội ăn vàng. Nó một hồi lại cái Tham Lai 56. Vô thường 23. BB 17 trên 40. Và Mèo Mèo bây giờ Tham Lai 94. Tất cả tay bắn không phải rồi.
Vâng, chuẩn bị ốp nha, ứng thủ màu 5 trong tuần này. Phoenician liệu có sang cứu màu 5 hay không? 5 là người cầm Summer, với lớp người cầm Summer. Những con y đến từ Minoa đang còn đứng ở đây. Đó, 104/124 lúc này đến từ thủ mèo đấu cũng rồi. Vâng, láo thẳng vào phía trong. Vâng, vẫn thấy chưa thấy chưa bòi đâu. Vâng, chị bòi tôi nhìn thấy trên 12 giờ đang chơi ở nhà của kiếm thủ. Vâng, vô thường tham lai bao nhiêu? Vâng, còn 5, bị một tên vâng hấp diệt tập thể, tham lai còn 5. Đâu một bây giờ thằng này 78 hồi là tương đối nhanh. Đi thằng này 25 lọt vào nhà em thủ 1-5 một tên. Và màn hình máy thủ ở mèo. Vâng, thằng này 118 đến từ tuyển thủ áo mèo đang khá khỏe. Đây đẩy tắt tay lên đi. Như vậy là game thủ với lớp đã nhảy 4 rồi. Đã nhảy 4 xong rồi. Bảo sao vẫn cứ chảy cối. Tham lại là khá mạnh rồi nhưng với lớp đã nhảy 4. Cơ cấu đóng nhà chỗ khác rồi. Vâng, bắt đầu sau hot ở vị trí phía dưới này chưa nhiều và tầng này ốp thì vẫn chết thôi. Đâu một thằng đang 103 và nó bơm đồ và đã kích 4 rồi. Vốn lượng tham lai 18/52. Bi tham lai 25, láo thẳng ở phía trong. Với lớp vẫn chưa chịu quýt. Vâng, chị bòi là người sang cứu. Chúng ta cũng xem meo meo tiếp nào. 85/136. Màn hình bán thủ nông 1 tham lai 105 quản lại nhà em thủ ngay một tên. Chị thường tám lai 2/7 nhưng mà không biết bên kia làm gì vẫn chưa quyết. Anh mèo thằng này 10 bữa. À không, đây là bị thằng này 13. Nên tôi giật mình, tôi tưởng anh mèo thằng này tầm này mà chết. Đó, 112 đây. Là thằng này lúc này của anh mèo. Ừ.
Vâng, khá đông những con hot đến từ game thủ V-Love trong tuần này. Nhưng đô 1 bây giờ thì tiếp tục sau khó đi. Chúng ta cùng xem màn hình máy thủ đô 1 nào. 106 trên 178. Cuối cùng thì Hồng Anh cũng đi sai rồi. Vâng, 1-0 ở trong C5. Lâu lắm mới thấy trận thắng. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Cùng nó còn ôm chết được thì cái gì cả. Còn kia xa vẫn nhìn thấy ôm được mà để nghe cũng